hay cho anh em chơi không vậy? Hello anh em nha. Thì nhiều anh em biểu mình lên nhìn chung cho anh em chơi, thì bây giờ mình thấy có cái ship này hay hay thì nó đẹp, thì dành cho anh em ịp 150 phối luôn, rất là sáng xe, đặc biệt những xe màu trắng, những xe màu đen và màu đỏ, màu xanh GB đó. Nói chung thì cái màu này rất là thông dụng, anh em mình lên xe nào màu nào cũng được nha. Đó thì anh em bây giờ mình bắt đầu giới thiệu cho anh em. Phục khoai thái này là 750 rồi ho, không có gì để nói nhiều. Thì full set heo đĩa, mình vẫn tặng dây dầu heo cho anh em đó, vẫn 1650 như cũ nha. Thì anh em nào chưa có cái set này thì mình cứ chốt đơn cho em. Rồi thì ở đây là em có mấy mẫu đĩa này, em sẽ phối vô cho anh em xem nha. Đó, đặc biệt em vẫn tặng kèm bát heo và dây dầu cho anh em. Rồi tặng ốc Celia luôn, cho đủ bộ cho đẹp nha. Đó thì cái này là bây giờ mình phối đĩa Fando vô cho anh em. Đó, thì nói chung cái này mình đi màu nào nó cũng đẹp anh em. Đó, rất là đẹp nha. Đó, bây giờ mình sẽ ghé vô cái dàn chân này cho anh em xem nha. Quế là đẹp luôn. Thì sản phẩm là mình có để ở bên dưới, anh em quan tâm thì mình cứ vào giỏ hàng mình tham khảo ha. Rồi đặc biệt á là khi mà mình bán hàng cho anh em á là vẫn bao đổi trẻ cho anh em nha. Đó, hàng lỗi thì mình vẫn bao cho anh em hết, thì đổi mới cho anh em. Đó, đó là cái ưu đãi bên mình. Nếu mà về mà không may á nó bị xì dầu hay nó bị lỗi á thì mình vẫn đổi mới cho anh em nha. Rồi ok. Thì cái mẫu đĩa này là đĩa chinh rắc thông dụng, thì cái mẫu này ít chuộng cho nên là mình ít đề cập tới. Đó thì mình ra những mẫu hot như thế này thì anh em dễ chơi. Thì dòng này là heo hai bít Fando, anh em thích cái dòng này cũng được nha. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em nha.